Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây Trung lên một cái video giới thiệu với anh em một cái món hàng của anh em khách ký gửi nhé. Một cái bộ xương của Musso nhé nè. Musso Đài Mẹt nhé. Đây, nguyên cái bộ khung xương SUV hai cầu nhé. Đài hai cầu này. Lắp trước này. Cầu trước này. Lắp sau cầu sau này. Sử dụng cầu nguyên cái dàn chân của mẹt nhé nè. Cầu trước là cầu mềm nhúng đầu băng đăng nhé, chữ A đấy, cầu mềm này. Hình như nó mở cái khóa cầu trước hay sao là Trung để Trung xoay lắp anh em xem nhé. Có nghĩa là lắp xoay mà bánh không xoay nó mở khóa cầu trước rồi nhé. Cùi dĩa đầy đủ trong đó hết, không thiếu thứ gì đâu. Thước lái còn đầy đủ này, này. Thước lái này. Cầu sau là cầu cứng. Cầu cứng sử dụng cơ cấu treo kiểu phuộc nha. Kiểu phuộc này. Sườn hợp chắc chắn, sườn sắc xi còn rất là đẹp luôn, không có tì vết, không có bị mục mọt gì hết. Cái con bảy chỗ này đi bánh béo. Anh em có ý tưởng lên thành một cái con SUV hoặc là lên thành cái con hai cầu địa hình gì đấy, hoặc là đơn giản là lắp bánh tải vào hoặc là bánh gai vào để chế công nông gì đấy thì anh em xem thử nhé. Cơ cấu lái còn đủ này, thước lái bót lái trợ lực còn đủ này, lắp trước đủ này, bốn bánh vỏ đủ hết nhé. Đây, sử dụng mâm 15 nhé nè, 235 15 nhé, sạc 70 rồi 15. Anh em có lên cái vỏ cao cao một tí làm vỏ gai vỏ gì đấy. Nguyên khung sườn như vậy nhé nè. Trung báo cái thông số chi tiết nhé. Hiện tại đang phủ bì phủ hông bánh ấy, là 1m8 nhé. 1m8 nó dưới 1m8 một tí, tầm 1m8 nhé, phủ bì đấy. Còn chiều dài cơ sở có nghĩa là tâm trục trước trục sau, nó gọi là chiều dài cơ sở đấy, là 2m6 lẻ. Chiều dài tổng thể sắc xi đang là 4m hơn tí, 4m. Đây một vài cái con số để anh em ước tính, cân nhắc để đóng xe hoặc là lên cấu hình xe gì đấy. Cái dàn chân mẹt thì nhìn nó rất là chắc chắn và nó cái kết cấu của nó rất là hay, rất là đẹp luôn nhé nè. Có cơ cấu chằn ngang này, treo rất là nhiều điểm nha. Ống phuộc, ống nhúng, thắng đĩa trước sau. Nó treo rất là nhiều điểm luôn. Một điểm này, hai điểm đối xứng này, hai điểm này, hai điểm là bốn này, năm điểm này. Lò xo và ống giảm chấn đầy đủ hết. Lắp trước đến đây, lắp trước đến đây, lắp sau đến đây nhé. Hai cái dàn lắp của nó còn đủ hết. Anh em có khi mà có cần đóng lên xe cải tiến gì đấy, có cần thêm mấy cái chi tiết hoặc là mấy cái món phụ tùng gì đó thêm thì Trung vẫn có nha. Ví dụ này, ví dụ như bây giờ nó không có cái hộp số hai cầu này thì Trung vẫn có nha. Đây mấy cái hộp số của Dodge, của gì đây, Dodge 200 gì đây, của cái dàn 2 tấn này, nhỏ gọn lắp vào đúng này. Một vào, hai vào ra cầu trước, và có ngắt cầu trước, có nhanh chậm đầy đủ trong đấy, số mạnh này. Còn
Còn số 9 thì không nói, là số 9 chung cũng còn từ nhỏ nhỏ cho đến to to đều có nhé. Tất nhiên là chung sẽ không có đủ tất cả các hiệu, nhưng mà nếu mà anh em chế đồ không có kén đồ thì từ nhỏ đến to đều có hết. Ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5 tấn đến 15, 17 tấn đều có nhé. Ví dụ như to nhất 17 tấn này, nhỏ nhất 1 tấn này, 2 tấn rưỡi này. Rồi, chung có cái video đơn giản giới thiệu với anh em một cái món hàng quen thuộc. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé.